Rồi thì đầu tiên mình sẽ đi vào video trước và mình sẽ chọn ra một số bạn đã comment ở trong video trước để các bạn nhận thưởng nhé. Và ở cái video này là mình quay vào lúc là 5 giờ trước nhé. Các bạn lưu ý nha, những bạn mà comment sau thì các bạn có thể là không có cơ hội các bạn trúng giải nhé. Ok, mình sẽ sao chép đường dẫn nha. Rồi thì ở trong video trước thì cũng có được khá là nhiều bạn comment nhé. Rồi có 20 bạn comment hợp lệ nha. Và bạn đầu tiên thì có tên là Anh Phong nhé. Xin chúc mừng bạn này nha. Bạn số 2 thì có tên là Linh Tuấn các bạn nhé. Tiếp tục, bạn số 3 thì có tên là Thánh Chúng nha. Rồi thì ba bạn này xem được video thì các bạn hãy IB mình để nhận thưởng nhé. Và mình trao giải cho các bạn đó là thẻ cào Momo hoặc là BNB nha. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang nội dung chính của video các bạn nhé. Hi, xin chào các bạn đến với video tiếp theo của mình. Và ở trong video này thì mình sẽ share thêm cho các bạn một cái trang web đá cược kiếm tiền nhé. Trong cái trang này thì nó là kiểu trang đá đơn ảo kiếm tiền mọi người nha. Và nó là trang nước ngoài nhé. Thì ở cái trang này thì nó mới ra thôi nha. Mình có lẽ là một trong những người đầu tiên review cái trang này nha. Bản thân mình thì mình biết nó mới ra cái đây là một tiếng trước nhá, nhưng mà sau khi các bạn xem được video có thể là nó chế một tiếng hai tiếng sau rồi các bạn nhá. Nói chung là nó cũng chưa đến một ngày trước nhá, các bạn tham gia trong lúc các bạn vừa xem video của mình vài tiếng trước ấy thì nó chưa phải là một ngày trước nha. Những bạn mà muốn chiến thì các bạn là người đầu tiên thì khá là ổn luôn nhá. Và hiện tại các bạn thấy là mình đang là ở VIP 1 nha. Nếu như các bạn mà chưa lên VIP thì cái này nó hiện là VIP 0 nhá. Cái số 77 đô này thì nó dư vào đây để cho các bạn mua thêm, đó là lên VIP nhá. Thì cũng tương tự như vài trang trước thôi. Thì trước mình cũng chia sẻ cho các bạn khá là nhiều trang như này nhá. Và ở trong đó thì nó cũng có vài trang nó tồn tại lâu dài, còn một vài trang thì nó cũng không tồn tại được lâu dài nhá. Những bạn mà tham gia thì là người mới tham gia đầu tiên thì nó có thể là lái nhiều hơn nhá. Rồi thì mình gửi trang này của nó là 11 USDT thì các bạn sẽ mua được VIP. Và nếu các bạn mà rút tiền thì phải có là 1 USDT thì các bạn mới rút được về trên ví hoặc là sàn của các bạn nhá. Ok, thì đầu tiên mình sẽ đi vào phần hướng dẫn các bạn đăng ký trước nhé. Và khi bạn click vào link trong phần mô tả của video thì nó sẽ có giao diện như này nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ điền cho mình đó là địa chỉ Gmail của các bạn vào nhé. Ok, tiếp đến là mật khẩu nha. Mật khẩu này thì các bạn tự tạo cho mình nhé. Giả sử ở đây mình sẽ demo mật khẩu luôn nha. Rồi thì ở đây mình đã ghi sẵn mật khẩu để các bạn điền cho nó chính xác nhé. Giả sử ở đây thì mình sẽ điền đầu tiên là địa chỉ Gmail của các bạn này, sau là mật khẩu đăng nhập này, xác nhận lại mật khẩu đăng nhập này, tiếp đến là mật khẩu giao dịch nhé. Mật khẩu giao dịch thì các bạn sẽ ghi khác cho mình nha. Giả sử như của mình ghi sẵn như thế này, các bạn cứ ghi của các bạn vào nhé. Tiếp đến là đi vào phần đăng ký nha. Và khi bạn đăng nhập vào xong nó sẽ có một cái bảng thông báo nhé. Các bạn không hiểu gì các bạn cứ đọc qua nha, hoặc là các bạn đọc ở trong phần mô tả video thì mình cũng viết rất là rõ ràng, các bạn tự đọc nhé, nó sẽ chi tiết hơn nha. Ok, thì các bạn đã đăng nhập vào rồi thì các bạn sẽ đi vào phần deposit để các bạn gửi tiền vào nha. Đối với nền tảng này thì nó chỉ sử dụng duy nhất đó chính là mảng USDT TRC20 nhé. Nhiều bạn các bạn sử dụng BEC20, ETC20 thì không được nha. Chỉ duy nhất đó là TRC20, đó là TRX các bạn nha. Rồi thì ở phần deposit này các bạn có thể là sao chép địa chỉ ví nhé. Địa chỉ ví là TRC20 nha. Hoặc là các bạn sẽ copy, tức là cái QR code này nhá, các bạn đều có thể là sử dụng được nha, để các bạn chuyển tiền vào nhá. Sau khi các bạn đã gửi là 11 USDT rồi thì các bạn sẽ đi vào phần xác nhận đã nạp tiền nhá. Khi các bạn click vào xong thì nó sẽ quay trở lại nha. Và các bạn sẽ đợi cho mình đó là 3 phút sau thì nó sẽ cập nhật lên ở trên này nhá. Cập nhật là các bạn đã gửi tiền thành công thì lập tức nó sẽ mở cho các bạn đó là VIP 1 nha. Ở đây những cái VIP này ấy, thì nó sẽ hoạt động cho các bạn là 365 ngày nhé. Nhưng mà thường những cái trang này nó không hoạt động được 365 ngày các bạn nha. Nếu như bạn nào mà gửi số tiền càng lớn thì các bạn sẽ lên được VIP càng cao, cứ tương tự như vậy thôi nha. Nếu như bạn nào mà muốn mở khóa VIP 2 thì các bạn phải gửi là 70 USDT thì các bạn mới mở được khóa là VIP 2. VIP 3 thì các bạn phải gửi là 240 USDT vào nhé. Sau khi các bạn gửi tiền xong lập tức nó sẽ mở khóa cho các bạn luôn nha.
Pick càng cao thì các bạn tự xem lại nha, ở trong phần mô tả mình cũng ghi khá là rõ nha. Ok, thì sau khi các bạn đã mua VIP thành công rồi thì các bạn sẽ đi vào từng VIP để các bạn hoàn thành nhiệm vụ nhé, tức là đã đơn ảo nha. Click vào VIP 1 này, các bạn đang ở là VIP nào thì các bạn sẽ click vào cho mình nhé. Và ở cái trang này nó gì sẽ là nhiệm vụ cho các bạn, đó là 7 giờ tối nhé. 7 giờ tối thì các bạn sẽ đi vào hoàn thành lại một nhiệm vụ cho mình nhé. Tức là các bạn đang ở là VIP 1 như mình nhé, còn VIP 2 thì các bạn sẽ hoàn thành được là 2 nhiệm vụ hàng ngày nhé. Ok, thì ở đây mình sẽ đi vào hoàn thành cái VIP của mình nhé. VIP 2 này, gói thứ 2 nhé. Ok, thì như vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ ngày hôm nay nhé. Đây các bạn có thể thấy là nhiệm vụ của mình đã hoàn thành nha. Ok chưa ạ? Rồi thì sau khi các bạn đã hoàn thành rồi thì các bạn sẽ quay trở lại phần rút tiền nha. VIP 1 thì mỗi ngày các bạn chỉ cần là hoàn thành một nhiệm vụ thôi, ok chưa? Nó khá là đơn giản nha. Rồi thì mỗi ngày các bạn chỉ cần là đi vào cái phần VIP này, các bạn đi hoàn thành nhiệm vụ. Và hoàn thành xong thì các bạn sẽ quay trở lại phần trang chủ, các bạn đi vào phần rút tiền luôn nhé. Số dư đã lên nha. Ok, bây giờ đi vào phần withdraw để mình rút tiền nha. Rồi, thì nếu như các bạn mà lên VIP như mình, tức là đầu tư 11 USDT thì là ở VIP 1 thì các bạn sẽ rút được là 2,7 USDT hàng ngày nha. Mình rút của nó là 1 đô nhá. Ok, thì mình sẽ nhập là 2,7 USDT vào nha. 2.7 này. Còn là địa chỉ ví TRX hoặc là USDT mạng TRC20 nhá. Ok, thì ở đây mình sẽ dán địa chỉ ví của mình vào nha. Và cái địa chỉ ví này là sàn MXC nhá. Các bạn có thể là sử dụng bất kỳ địa chỉ ví mạng USDT TRC20 ở sàn nào cũng được nha. Tiếp đến là mật khẩu giao dịch nhá. Mật khẩu giao dịch này thì phần đầu các bạn đăng ký tài khoản các bạn tự tạo riêng nha. Khi các bạn đã nhập mật khẩu giao dịch xong, các bạn sẽ đi vào phần xác nhận rút tiền tiếp này. Còn pin nhá. Ok, như vậy là mình đã rút tiền thành công, số USDT đã bị trừ nha. Thì các bạn đã yêu cầu rút tiền thành công thì các bạn tiếp tục chờ đợi cho mình đó là 1 phút cho đến là 3 phút, nó sẽ về ở trên ví hoặc là sàn giao dịch của các bạn luôn nhá. Ok, những bạn mà muốn tải app về thì các bạn có thể là tải app về để các bạn sử dụng nha. Rồi thì khi chờ đợi tiền mình sẽ review qua cho các bạn về cái từng VIP của nó nhá. Đây, thì ở đây các bạn có thể là xem được cái VIP này nha. Thời hạn các bạn mở khóa, tức là thời hạn các bạn đầu tư vào và khi nó kết thúc nhá. Cái này thì nó khá là lâu luôn nha. VIP 1, VIP 2 các bạn sẽ có là bao nhiêu nhiệm vụ thì ở đây nó có sẵn cho mọi người nhá. Mọi người có thể là đọc qua trong phần mô tả video nha, rất là rõ ràng luôn nhá. Ok, về cái phần giới thiệu này thì ở đây nó sẽ có cho các bạn đó là mã giới thiệu hoặc là đường link kèm cả mã giới thiệu để các bạn đi chia sẻ cho nó đơn giản nhá. Level ở cấp độ đó là 3 cấp độ luôn các bạn nha. Khi cấp dưới của các bạn đầu tư thì ở đây nó sẽ có tổng cấp dưới và tổng số tiền cấp dưới gửi tiền này và số tiền các bạn nhận được từ lượt giới thiệu này nhá. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 nhá, rất là chi tiết luôn các bạn ha. Với tiền thưởng giới thiệu này thì nó sẽ có như sau, đó là level 1 thì là 13%, level 2 là 2% và level 3 là 1% các bạn nhé. Ok, thì như vậy là mình cũng đã cập nhật cho các bạn cái trang là đầu tư USDT là rồi. Những bạn mà cảm thấy ổn thì đầu tư ngay thời điểm nào mới ra nhé. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào ở trên sàn MXC để mình cho các bạn xem lịch sử mà mình đã nhận được là 2,7 USDT nha. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào phần ví support này. Ok, các bạn có thể thấy được là số USDT mà mình đã nhận được nhé. Ở đây thì nó có là Shiba, Shiba là mình đầu tư. Còn 2,7 USDT đó là 64.000 nha. Đó, 64.000 tiền đã được nhận nhá. Ở đây thì mình sẽ đi vào phần lịch sử để mình cho các bạn xem nha. Lịch sử nạp tiền ha các bạn. Ok chưa ạ? Thời gian nạp tiền này và khối xác nhận này, số lượng USDT nha, hoàn thành luôn nhá. Mạng là mạng TRX nhá, TRC20 các bạn nhá. Đấy, thì những bạn mà cảm thấy ổn thì tham gia ngay nha. Trong lúc nó còn mới thì các bạn tham gia vào thì có thể là có lãi cũng tương đối là cao. Còn các bạn mà tham gia sau thì mình không chắc chắn nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Bạn nào mà nhận được giá trị trong video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.